Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ thêm cho anh em một cách bắt sóng xỉ rồng, bắt làm sao và chơi thế nào, soi như thế nào mới gọi là chuẩn và bắt như thế nào mới gọi là đúng anh em nhé. Và sau đây thì mình sẽ áp dụng lên bảng này, chia sẻ lên bảng này thì anh em tự áp dụng vào những phiên chơi của anh em nhé. Nói chung là nếu như mà xỉ rồng thì có 3 điểm thì có thể là xỉ rồng 1, chính rồng 2 và chính rồng 3. Có 3 điểm chính rồng này thì anh em tự tin cho mình, và ví dụ như đây là khoảng rồng chính rồng đi thì nó có là, ở đây là có chính rồng 1 này, nó dự như chạy xuống đây là 3 đi, đấy, chạy sang đây là 2 đi, chạy sang đây là 1 này. Nếu như mà trong trường hợp này nó chạy giữa chính rồng sẽ như thế này thì anh em phải là tìm hiểu cho mình là nó đang theo xuống nào. Ví dụ như là hai ngang và một xuống, hai ngang một xuống thì anh em phải bắt cho mình là lên một con tài. Ví dụ mình sẽ ghi con số ở đây nhé. Đây thì có là ví dụ đây con tài 13 ở đây đi. Và mình đây thì sẽ bắt tiếp vào con tài nữa, đó chính là con tài 11 chẳng hạn, đúng không? Thì nó sẽ là lên là tài 11 đây thì sẽ là có là ví dụ 542 thì bây giờ là chính hầu đây là lên 1/2 đúng không? Đấy. 5 4 thì 4 ở đây. 5 thì có thể là chạy đây. Được chưa? Đấy sẽ là gọi là 5 4 2. Thế thì đây là cái điểm chính màu tài 11. Đấy. Thì khi mà đây nó lên ngóc lên thì tất cả là gọi là 3 điểm lên đúng không? Các điểm 4 này lên con 5 này. Đấy, con 5 này lên à, con 4 lên con 5 này. Con 3 lên con 4 này, con 1 lên con 2 này. Vì đây là 5, 4, 1 thì bạn ta được rồi. Thì theo số là đi lên thì bây giờ mình sẽ 3 con lên cùng một lúc này thì như phải bắt bắn xuống cho mình. Bây giờ bắn xuống 1 này, bắn xuống 3 này, bắn xuống 4 này. 1, 3, 4 là một con chỉ 8 đúng không? Đấy, con chỉ 8 đây. Tại vì sao mà việc cái gì nó càng đi lên nhiều thì cái tỷ lệ phiên sau nó càng cắm xuống thấp, đúng không? Nó càng càng tăng cấp thì ví dụ tiếp tục nếu như ba cái điểm cùng xuống đi lên này thì nó lại ngược đời với cái điểm là đi xuống nha, tức là cái điểm đi lên ấy thì nó phải là xuống chỉ cái điểm xuống chỉ thì nó khó đi lên cực, thì nên nó có thể lên chỉ tầm là khoảng đến đây thôi, tức là như là 2 này, đấy, sau đó sang ngang này 2 này và đây là kép 3 này, đây là sang ngang nốt này. Đấy, là đây có thể là 2 này, 3 là 5, 5, 4, 5, 9, 9 đúng không? Thế là một con 9, 9. Thế thì đấy, cái điểm chính ngầu khi mà nó thuộc cái dạng là 3 điểm đi xuống thì nó sẽ là vẫn là một chín. Thì bây giờ kết quả nó sẽ là 2 ngang và 1 lên. 2 ngang và 1 lên thì chúng ta nó có ở đây rồi. Nhưng mà đây là có 2 lên rồi. À, 2 lên là 1, 3 lên cái gì? Nó giống như đây này. 2 lên là 1 xuống, và đây là 2 lên, 2 ngang và 1 lên. Đó. Thì sau cái này nó bắt lên cho mình là tài. Tài này. Xuống lòng tài này. Lên tầm lên tài này. Đấy. Thì tức là đây sẽ là 4, 5 và 6. Thì chúng ta là có tài 15. Đúng không? Đấy. Thế là có 2 anh em này. Có nhiều anh em là áp dụng cái công thức này của mình vào chơi mắt theo cái dạng từ đầu cầu chỉ cần tính trước hai tay đầu này, thấy nó chạy ra cầu gì đúng cái nào anh em chỉ cần áp dụng theo, không cần soi nữa, đấy cũng là hay. Nói chung là anh em tự tin như vậy là cũng tốt, đúng không? Nhưng mà tự tin thì tự tin, nhưng mà họ tự tin là đi vốn to nha, đi vốn vừa phải. Ví dụ như là anh em có mức vốn là 10-20 cổ, đúng không? À, như vậy thì anh em chỉ cần là đi nhẹ nhàng như này là 3 cụ một tay, 3M một tay cho với cái cầu này. Ví dụ là với mức vốn là 3M một tay, mức vốn là 30M. Đấy, được chưa? Cái cực kỳ là dễ. Thì cứ trong khoảng tầm chơi mình chơi khoảng một phiên thì mình rơi khoảng tầm 10 tay đổ về là mình luôn kẹo, cứ 10 tay đổ về luôn kẹo. Đấy, tỷ lệ thành công với 10 tay đấy khoảng 90 đến 95% là anh em hút được.
còn 5% còn lại thì khi mà nó sẽ rơi vào cái trường hợp đó chính là đi xét cầu và đảo cầu và gãy cầu và hết cầu trong trường hợp của tôi chỉ một tay thôi. Khi mà đến cầu khác rồi mình lại nhập tân và mình lại soi chính là mình lại tìm được cái cầu đấy là mình lại bật lại lại phang tiếp thôi, đúng không? Và vì thế thì mình cũng không cần là phải lo lắng về cái điểm chính cầu này soi là có đúng hay không. Đây chưa phải là hết cái điểm chính cầu đâu anh em, nhưng mà anh cần ghi nhớ những cái gì chính cầu mình đang chia sẻ ở đây. Và khi mà soi chính cầu thì phải là soi nguyên chính cầu thôi, đấy, không cần là soi những điểm khác. Nếu anh em cho điểm khác thì cần là soi điểm tổng cho mình, ví dụ như là 30 này và 20 là gì là 50 này, thì nhân viên nào cân đối về cái điểm cho mình, đó là khi mà nó đang chạy là hai xuống và một lên thì anh em phải nghiêng về những này là bắt về xỉu cho mình. Còn nếu như mà hai lên và một xuống, nếu như mà nó đang xỉu xỉu thì anh em vẫn là theo xuống này nằm ở xỉu nhé. Còn nếu như mà kết quả cân bằng nhau thì cả hai lên hai xuống một lên thì anh em vẫn bắt được tài cho mình. Còn hai lên và một xuống thì anh em vẫn là có thể xỉu và chống thận, đúng không? Tức là thế là cân đối ở những cái điểm này, cân đối ở những cái lúc mà cái kết quả tổng nhập soi ở kia nữa thì cũng là khoảng và chính xác được. Không nên là mình chưa theo cái sở thích thì thích tài là bắt tài, thích xỉu là bắt xỉu, hay là chơi theo cái kiểu là may mắn đấy, nhất thì ăn nhất thì nghỉ đấy, vừa vào ô liu hay là vừa vào đánh 50% vốn tay 60% nữa là bay màu anh nhá. Chưa như vậy là không bền đâu. Tốt nhất là mình nên là có cái phương pháp chơi mình nên là áp dụng từng lần xem mình có thay đổi được không, đúng không? Và cái lý do của mình sai là làm đâu, hay là mình chưa có công thức hay là cách soi của mình sai. Thế là mình tham khảo cách này để có thể mang lại được là cái tỷ lệ chiến thắng, tức là lên tới là 90-95% đôi kèo đấy nha. Ok, thì đây là một cái phương pháp soi điểm chính rồi đấy, soi điểm sóng chính rồi, để anh em phải tham khảo cũng như là áp dụng vào phiên chơi của anh em sẽ mang lại điểm thắng tỷ lệ cao và cũng là thêm một chút cách đi vốn và tăng thị thắng của anh em đi rất là lớn, để anh em thể tham khảo nhé. Ok, bây giờ thì chúc anh em may mắn được ở những con game bài đổi thưởng hiện nay. Anh em có thể tham khảo thử những con game bài đổi thưởng lớn để có thể mang lại được cái thị thắng cao, mang lại cái thị lệ thắng lớn được ở những con game như hơn những con game khác nhé. Ok, thì video này sẽ kết thúc đây. Chào tất cả anh em và người ba anh em nhé.